vẫn giữ nguyên đường lượng. Mình không biết, ông lão nghĩ, đã đến lúc lão có cảm giác như lão có thể đổ sụp xuống bất cứ lúc nào. Mình không biết, nhưng mình sẽ cố thêm lần nữa. Ông lão cố thêm lần nữa và khi kiềm con cá, lão cảm thấy mình sắp ngất đi. Con cá rướn thẳng mình, lại chậm chậm bơi xa. Cái đuôi đồ sộ lắc lư trong không khí. Mình sẽ lại cố thêm. Ông lão hứa mặc dù hai tay lão đã rã rời và mắt lão chỉ còn có thể nhìn rõ từng lúc. Lão lại cố và mọi chuyện vẫn như cũ. Thế đấy, lão nghĩ và lão cảm thấy say sẩm cả mặt mày trước lúc bắt đầu. Mình sẽ lại cố thêm lần nữa. Dồn hết mọi đau đớn và những gì còn lại của sức lực và niềm kiêu hãnh đã rời bỏ từ lâu. Lão mang ra đương đầu với cơn hấp hối của con cá và con cá tiến gần mạn thuyền, từ từ bơi nghiêng, mõm nó gần như chạm vào máng thuyền và sắp sửa vượt qua, dài, sâu, rộng, ánh bạc, vằn tía và bất tận trong nước. Ông lão buông sợi dây xuống, dẫm chân giữ rồi nhấc cao ngọn lao hết mức, vận hết sức bình sinh, cộng thêm sức lực lão vừa huy động trong người, phóng xuống xuồng con cá, ngay sau lớp vây ngực đồ sộ vươn cao trong không trung ngang ngực ông lão. Cảm thấy mũi sắt cắm phập vào, lão tì người lên, ấn sâu xuống, rồi dồn hết trọng lực lên cán lao. Khi ấy con cá, mang cái chết trong mình, sực tỉnh, phóng vút lên khỏi mặt nước, phô hết tầm vóc khổng lồ, vẻ đẹp và sức lực. Nó dường như treo lơ lửng trong không trung, phía trên ông lão và chiếc thuyền, rồi nó rơi sầm xuống nước, làm nước bắn tung trùm lên cả ông lão lẫn con thuyền. Ông lão cảm thấy choáng váng, đau đớn và lão không thể nhìn thấy rõ. Nhưng lão vẫn kịp gỡ sợi dây của ngọn lao, rồi để nó từ từ chạy qua đôi tay say sát và khi có thể nhìn rõ, lão thấy con cá nằm ngửa phơi cái bụng ánh bạc của nó lên trời. Cán lao nhô ra từ hốc sau của vây cá, còn biển thì đang đổi màu bởi máu đỏ loang ra từ tim cá. Thoạt tiên, làn máu đen sẫm trông như bãi cát ngầm trong làn nước biết sâu hơn ngàn thước, rồi nó lan rộng ra từ đám mây. Con cá trắng bạc, thẳng đơ, bồng bềnh trên sóng. Ông lão chú mục quan sát, khi thấy thấp thoáng, nhìn được, rồi lão quấn sợi dây mũi lao hai vòng quanh cái mấu ở đầu thuyền, rồi gục đầu vào lòng bàn tay. Hãy giữ đầu óc mình tỉnh táo, ông lão nói vào mạn thuyền. Ta là lão già mệt mỏi, nhưng ta đã giết con cá này, người anh em, và bây giờ ta phải làm việc khổ dịch này. Lúc mình phải chuẩn bị dây và thòng lọng để buộc con cá vào mạn thuyền, lão nghĩ, dẫu cho mình có hai người để nghiêng thuyền kéo nó lên rồi tát nước ra, thì chiếc thuyền này cũng không thể chứa nổi nó. Mình phải chuẩn bị mọi thứ, kéo nó vào, buộc chặt rồi dựng cột, dong buồm trở về. Lão bắt tay kéo con cá cặp sát thuyền để có thể luồn sợi dây qua mang ra mõm rồi buộc đầu nó vào mũi thuyền. Mình muốn ngắm nó, lão nghĩ, muốn chạm và sờ vào mình nó. Con cá là vận may của ta, lão nghĩ, nhưng đấy không phải là lý do để mình muốn sờ nó. Ta chắc ta đã cảm thấy trái tim của nó, lão nghĩ, khi ta ấn cái cán lao lần thứ hai. Bây giờ phải kéo nó vào, buộc chặt và trồng một sợi dây thòng lọng vào giữa thân, một chiếc nữa vào đuôi để buộc nó vào mạn thuyền. Làm ngay đi, lão già ơi! Lão nói, lão hớp một ngụm nước rất nhỏ. Bây giờ, khi trận đấu đã kết thúc, lại phải làm lắm thứ khổ dịch hơn. Lão ngước nhìn bầu trời, rồi cúi nhìn con cá. Lão chăm chú quan sát mặt trời. Chỉ vừa xế trưa thôi, lão nghĩ, và gió mậu dịch đang thổi. Cả đám dây câu ấy bây giờ không quan trọng. Thằng bé sẽ cùng mình nối lại khi về đến nhà. Đến đây, cá! Lão nói, nhưng con cá không nhúc nhích. Thay vào đó, lúc này nó nằm ườn mình trên biển. Ông lão phải lôi con thuyền lại chỗ nó. Khi đến bên con cá và kéo đầu nó tì sát vào mũi thuyền, lão không thể tin được vào kích thước của nó. Lão tháo sợi dây ở cán lao ra khỏi cái mấu, luồn nó qua mang cá ra miệng,
quấn một vòng quanh cái kiếm, rồi đút sợi dây qua miệng ra mang kia, quấn một vòng nữa quanh miệng cá, út chập sợi dây đôi lại, rồi cột vào cái mấu ở mũi thuyền. Rồi lão cắt sợi dây mang ra sau lái, buộc thòng lọng vào đuôi cá. Da cá chuyển từ màu gốc, màu tía ánh bạc, sang màu trắng bạc, và những cái sọc phô cùng màu tím nhạt như đuôi nó. Những đường sọc ấy lớn hơn cả bàn tay xòe rộng, còn mắt nó trông diễn dưng như những tấm kính trong kính viễn vọng hay như một vị thánh trong đám rước. Đấy là cách duy nhất để giết nó, ông lão nói. Kể từ lúc uống nước, lão cảm thấy khỏe hơn và lão biết lão sẽ không còn bị ngất và đầu óc lão tỉnh táo. Với cái lối này thì con cá chắc phải nặng hơn nửa tấn, lão nghĩ, có lẽ hơn cả thế. Nếu tính 2/3 số lượng thịt từ trọng lượng ấy với giá 30 sen một pound. Chú thích, 1 pound bằng 0,454 kg, 1 sen bằng 0,01 đô la. Hết chú thích. Thì sẽ được bao nhiêu nhỉ? Ta cần một cây bút chì để tính. Lão nói, đầu ta không thạo tính toán, nhưng ta nghĩ DiMaggio vĩ đại sẽ tự hào về ta hôm nay. Ta không mắc chứng nẻ cựa gà, nhưng đôi tai và lưng thì thực sự nhức nhối. Mình chẳng hay chứng nẻ cựa gà là gì. Lão nghĩ, không chừng mình đã mắc chứng ấy mà không biết. Lão buộc chặt con cá vào mũi và đuôi thuyền và cả vào cái giống ngang giữa thuyền. Con cá lớn đến nỗi trông như thể lão buộc một con thuyền khác lớn hơn vào thuyền của mình. Lão cắt một mẩu dây và buộc chặt vào cái hàm dưới của con cá vào miệng để miệng nó không há ra, để con thuyền lướt đi càng êm càng tốt. Rồi lão dựng cột, căng buồm, nhanh đỡ với cái sào móc ở bên trên và cây sào dài giữ ở bên dưới. Cánh buồm vá căng phòng, con thuyền bắt đầu lướt đi, tựa ngã người lên đuôi thuyền, lão lái về hướng Tây Nam. Lão không cần la bàn để biết hướng Tây Nam, lão chỉ cần nương theo hướng gió mậu dịch và chiều xoay trở của cánh buồm. Tốt hơn là mình nên kiếm một con cá mồi, móc vào sợi dây câu nhỏ để kiếm cái gì đó bỏ bụng và làm dịu cơn khát. Nhưng lão chẳng tìm thấy nó, còn mấy con cá mòi thì đã ương ình. Nên lão dùng cái sào móc khua một đám rong vàng vùng nhiệt lưu lên thuyền. Khi đám trong đó trôi qua và rủ bắt những con tôm nhỏ rơi xuống lòng thuyền, chừng hơn 10 con và chúng nhảy bốn chân như loài bọ chét cái. Ông lão dùng ngón cái và ngón trỏ rước đầu rồi nhai gọn cả vỏ lẫn đuôi. Mấy con tôm rất bé nhưng lão biết chúng giàu chất dinh dưỡng, vả lại mùi vị của chúng thật dễ chịu. Ông lão vẫn còn trong chai độ 2 ngụm nước và sau khi ăn xong chỗ tôm ấy, lão uống hết 1/4. Con thuyền vẫn lướt êm bất chấp vật cản kia. Ông lão cặp tay lái vào nách, lái thuyền đi. Lão có thể nhìn thấy con cá và chỉ khi nhìn đôi tai và cảm nhận cái mạn thuyền dưới lưng, lão biết việc này đã thực sự xảy ra chứ không phải trong mơ. Đã có lúc khi cuộc đấu sắp kết thúc, người lão rệu rã đến nỗi lão nghĩ chuyện con cá hẳn là trong mơ. Rồi khi lão thấy con cá tung mình lên khỏi mặt nước và lơ lửng bất động trong không trung trước lúc rơi xuống, thì lão chắc chắn là có điều gì đó thật sự quái đản và lão không thể nào tin nổi. Khi ấy, lão không thể nào nhìn rõ, nhưng bây giờ mắt lão lại tỏ ra như thường. Lúc này, lão biết con cá có thật, và tay và lưng lão không phải mơ. Tay chóng khỏi thôi, lão nghĩ, mình đã làm chúng chảy máu và nước mặn sẽ chữa lành chúng. Làn nước sẫm đen của chính dòng nhiệt lưu vốn là phương thuốc chữa lành, vết thương hiệu nghiệm nhất. Những gì mình phải làm là giữ cho đầu óc tỉnh táo, hai tay vẫn làm công việc của chúng. Chúng ta lái giỏi. Với cái miệng mím chặt và cái đuôi nhịp nhàng, chúng ta lái thuyền đi như những người anh em. Rồi đầu óc lão bắt đầu trở nên hơi mù mẫm đi, và lão nghĩ con cá đưa ta hay ta đang đưa nó vào bờ. Nếu ta không kéo nó phía sau thì chẳng có vấn đề gì, và nếu con cá ở trên thuyền nằm đờ ra thì cũng chẳng có vấn đề gì. Nhưng lão và con cá đang sát cánh đưa thuyền đi, và ông lão nghĩ cứ để cu cậu đưa mình vào bờ nếu cu cậu thích.
Mình chỉ hơn cô cậu ở mánh khóe mà thôi, và cô cậu thì chẳng hề định làm gì hại mình. Họ lái thuyền đi êm, ông lão nhúng hai bàn tay xuống nước mặn và cố giữ đầu óc tỉnh táo. Có những đám mây tích. Chú thích. Mây tích. Cumulus là loại mây có hình thù giống như những khối bông xốp trắng, lơ lửng ở độ cao khoảng dưới 10 km trong lớp khí quyển. Mây tích là dấu hiệu của những ngày nóng. Hết chú thích. Cao và nhiều dải mây tơ. Chú thích. Mây tơ hoặc mây ti. Cirrus là loại mây mỏng, màu trắng, trong suốt, trông giống như những dải khăn voang, ở độ cao từ 10 tới 12 km. Mây ti là dấu hiệu của những ngày có thời tiết đẹp. Hết chú thích. Bên trên, vì vậy, ông lão biết gió nhẹ sẽ thổi suốt đêm. Ông lão thường xuyên nhìn con cá để chắc chắn là nó có thực. Một tiếng đồng hồ sau, con cá mập lần đầu tiên tấn công. Không phải ngẫu nhiên mà con cá mập đến. Nó ngoi lên từ vùng nước sâu khi đám mây máu sẫm màu được hình thành rồi lan nhanh vào biển sâu ngàn thước. Nó ngoi lên rất nhanh, hoàn toàn bất cẩn đến mức xé tung mặt nước xanh thẳm, nhao mình trong ánh nắng. Rồi nó lại rơi xuống biển, bắt mùi và bắt đầu bơi theo hướng chiếc thuyền và con cá. Thỉnh thoảng nó để mất mùi, nhưng nó lập tức bắt lại mùi hay chỉ một dấu vết nào đó, rồi cật lực bơi nhanh về hướng ấy. Nó là con cá mập Mako cực lớn, được cấu tạo để bơi nhanh như bất kỳ loài cá nào bơi nhanh nhất ở biển, và mọi thứ trên người nó đều đẹp, chỉ trừ bộ hàm. Lưng nó cũng xanh như lưng loài cá kiếm, bụng nó ánh bạc, da nó bóng mượt và tuyệt đẹp. Nó được cấu tạo giống loài cá kiếm, trừ bộ hàm đồ sộ lúc nào cũng ngậm chặt khi lao nhanh mé mặt nước với những chiếc vi cao ngồng thản nhiên cắt mặt biển. Bên trong cặp môi mím chặt của bộ hàm, tất cả 8 hàng răng đều nghiêng chết vào trong. Chúng không phải là chiếc răng hình kim tự tháp bình thường của đa số loài cá mập. Chúng có hình giống như những ngón tay của người khi bị rán cong tựa như những cái vuốt. Chúng dài gần bằng ngón tay của ông lão và sắc như dao cạo cả hai cạnh. Đấy là giống cá được cấu tạo để ăn thịt tất cả những loài cá khác ở biển. Chúng nhanh nhẹn, khỏe mạnh và được trang bị lợi hại đến mức chẳng con cá nào có thể là đối thủ của nó. Bây giờ khi bắt được mùi rõ hơn, con cá tăng tốc và cái vi lưng xanh xả nước. Khi nhìn thấy nó lao đến, ông lão biết đấy là con cá mập không hề biết sợ hãi gì cả và sẽ làm đúng những gì nó muốn. Trong lúc quan sát con cá mập tiến đến, lão chuẩn bị cây lao và buộc dây vào. Sợi dây ngắn bởi vì lão đã cắt bớt để buộc con cá. Bây giờ, đầu óc lão tỉnh táo và sáng suốt. Và tuy lão có đầy quyết tâm, nhưng lại ít hy vọng. Cái quá tốt đẹp thì chẳng bền, lão nghĩ. Khi theo dõi con cá mập đang đến gần, lão liếc nhìn con cá kiếm khổng lồ. Cứ như thể là mơ ấy. Lão nghĩ, mình không thể ngăn hắn đừng tấn công, nhưng có lẽ mình sẽ giết được hắn. Dentuso. Chú thích. Dentuso, tên một loài cá mập. Hết chú thích. Lão nghĩ, xua rồi đấy con ạ. Con cá mập áp nhanh phía sau thuyền, và khi nó đớp con cá, lão trông thấy mồm nó mở rộng, đôi mắt kỳ lạ. Cú răng bổ phập một tiếng, khi nó đớp ngập vào chỗ thịt ngay phía dưới đuôi. Đầu con cá mập nhô lên khỏi mặt nước, và lưng nó cũng bền lên. Ông lão có thể nghe thấy tiếng da thịt rách toát ra trên mình con cá lớn, khi lão cắm phập mũi lao xuống đầu con cá mập, ngay điểm giao giữa đường nối hai mắt và đường chạy thẳng từ mũi vắt ra sau. Chẳng có đường nào như vậy, chỉ có cái đầu xanh, gân guốc, to đùng, cặp mắt lớn và bộ hàm đang ngoàm ngoạm, ăn tống ăn tán. Nhưng đấy là vị trí mà ông lão đã đâm vào nó. Lão đâm bằng cả hai bàn tay tứa máu, dốc hết sức lực, ấn sâu mũi lao sắc nhọn xuống. Lão đâm không bằng hy vọng, mà bằng quyết tâm và cả lòng căm hận. Con lão cá mập lăn tròn ra, và ông lão thấy mắt nó dại đi khi lăn thêm lần nữa. Con cá tự quấn sợi dây quanh mình hai vòng. Ông lão biết con cá đã chết, nhưng nó
không chấp nhận điều đó. Lát sau, nó nằm phơi bụng lên trời, đuôi quật mạnh, hai hàm răng lách cách. Con cá mập cài tung mặt nước như chiếc thuyền đua. Chỗ đuôi nó quật xuống, nước tung trắng xóa. 3/4 cơ thể nó nhô lên khỏi mặt nước khi sợi dây bị kéo căng. Rung rung rồi bật đứt. Con cá mập nằm im một lúc trên mặt nước và ông lão nhìn nó. Rồi nó từ từ, chìm xuống. Hắn đớp khoảng 40 pound rồi. Ông lão nói lớn. Hắn cũng đoạt luôn mũi lao và cả sợi dây nữa. Lão nghĩ, còn bây giờ con cá của mình thì chảy máu, và rồi còn bọn khác. Lão chẳng còn muốn nhìn thêm con cá thêm chút nào nữa, kể từ lúc nó bị đớp toạc cả thịt da. Lúc con cá bị đớp thì như thể chính bản thân lão bị đớp. Nhưng ta đã giết con cá mập, kẻ đớp con cá của ta, lão nghĩ, và hắn là con Dentuso lớn nhất mà ta đã từng thấy, và chú chứng giám rằng ta đã thấy nhiều con cá lớn. Cái quá tốt đẹp thì khó bền, lão nghĩ. Bây giờ, ước giá mà chuyện này chỉ là giấc mơ và mình chưa hề câu được con cá và hãy còn nằm ngủ một mình trên lớp giấy báo. Nhưng con người được sinh ra không phải để dành cho thất bại, lão nói. Con người có thể bị hủy diệt chứ không thể bị đánh bại. Dẫu sao thì mình cũng phải lấy làm ân hận vì đã giết chết con cá, lão nghĩ. Bây giờ là thời khắc tồi tệ sắp đến, và mình thì thậm chí không còn lấy một mũi lao. Con Dentuso đấy độc ác, có khả năng, khỏe mạnh và khôn ngoan. Nhưng mình thì lại khôn ngoan hơn nó bội phần. Có lẽ không, lão nghĩ. Có lẽ mình chỉ được trang bị vũ khí tốt hơn. Đừng nghĩ nữa, lão già ạ. Lão nói lớn. Cứ dâm buồm theo hướng này, và hãy sẵn sàng đối đầu khi sự việc xảy đến. Nhưng mình phải suy nghĩ, lão nghĩ, bởi vì đấy là tất cả những gì mình còn lại. Suy nghĩ và bóng chày. Mình không chắc DiMaggio vĩ đại có thích cái cách mình đâm mũi lao vào não con cá không. Việc ấy chẳng to tát gì, lão nghĩ. Ai cũng có thể làm được. Nhưng mày có nghĩ đôi tay ta cũng bất lợi ghê gớm như chứng nẻ cựa gà kia không? Ta không thể biết. Gót chân ta chưa bao giờ mắc bệnh gì cả, chỉ trừ hồi con cá nhám cựa châm nọc vào khi ta đạp phải lúc đang bơi, làm tê dại cả phần chân dưới và nhức nhối không tài nào chịu nổi. Nghĩ về chuyện gì vui đi, lão già ơi! Lão nói. Lúc này cứ mỗi phút thì mày lại đến gần nhà hơn. Mất đi 20 cân cá thì mày lướt nhẹ hơn. Khi vào đến dòng nước thì lão biết rõ chuyện gì có thể xảy ra. Nhưng lúc này chẳng có thể làm gì nữa. Ừ, phải đấy. Lão nói lớn. Ta có thể buộc lưỡi dao vào cán của những mái chèo. Thế là tay cập lái vào nách, dậm chân lên dây leo buồm. Lão làm ngay điều đó. Bây giờ, lão nói, ta vẫn là một lão già, nhưng ta không phải được trang bị. Lúc này gió mát rượi và lão lướt nhanh. Lão chỉ nhìn phần phía trước của con cá và chút hy vọng lại lóe lên. Có mà ngốc mới không hy vọng, lão nghĩ. Thêm nữa, mình tin chắc đấy là tội lỗi. Đừng nghĩ về tội lỗi, lão nghĩ. Bây giờ, trừ cái chuyện tội lỗi ra, thì cũng đã có quá đủ rắc rối rồi. Và chăng mình đâu có hiểu gì về nó? Mình đâu có hiểu gì về nó, và mình cũng không chắc là mình tin có nó. Có lẽ giết con cá là tội lỗi. Mình cứ cho là thế, mặc dù mình làm điều đó để nuôi sống mình và nhiều người khác. Nhưng nếu thế thì mọi việc đều là tội lỗi hết. Đừng nghĩ về tội lỗi nữa. Đã quá muộn để suy nghĩ và đã có nhiều người được trả lương để làm việc đó. Cứ để họ nghĩ về điều đó. Mày được sinh ra để làm ngư dân
như con cá kia được sinh ra để làm cá. San Pedro là dân chài lưới, cha của DiMaggio vĩ đại cũng vậy. Bởi vì không có gì để đọc, chẳng có radio, nên lão cứ nghĩ về mọi thứ có liên quan đến lão. Lão nghĩ lan man và cứ tiếp tục về tội lỗi. Mày không giết con cá duy chỉ để giữ mạng sống, mà để đổi lương thực. Lão nghĩ, mày giết nó vì lòng kiêu hãnh và vì mày là người đánh cá. Mày yêu nó khi nó còn sống, và mày cũng yêu nó sau đó. Nếu mày yêu con cá, thì chẳng có tội lỗi gì khi giết nó. Còn gì nữa nào? Mày nghĩ quá nhiều, lão già ạ. Lão nói lớn. Nhưng mày hả dạ khi giết con Dentuso. Lão nghĩ, nó sống bằng những con cá như mày. Nó không phải là loài vật tìm thịt thối để ăn, và cũng không phải là cá dạ dày biết bơi như nhiều loài cá mập khác. Nó đẹp đẽ, cao thượng và chẳng sợ bất cứ thứ gì. Ta giết nó chỉ để tự vệ. Ông lão nói lớn. Và ta đã giết được nó. Ngoài ra, lão nghĩ, bằng cách này hay cách khác, thì vạn vật cũng sát hại lẫn nhau. Nghề câu cá giết ta y hệt như đã nuôi sống ta vậy. Thằng bé giúp ta sống, lão nghĩ, ta chớ tự lừa dối mình quá nhiều. Lão cúi người qua mạng, rứt mẩu thịt cá chỗ con cá mập ngoạm đứt. Lão nhai và cảm nhận chất cá và mùi vị ngon lành của nó. Thịt con cá săn, nhiều nước như thịt súc vật, nhưng không đỏ. Không có độ dai trong nó. Lão biết loại thịt này sẽ được giá cao nhất trên thị trường. Nhưng chẳng có cách nào ngăn không cho mùi cá tỏa ra trong nước. Và lão biết trong thời khắc rất cam go đang đến gần. Gió nhẹ vẫn thổi đều đều. Hướng gió hơi chuyển sang đông bắc. Và lão biết điều đó có nghĩa là gió sẽ không tắt. Lão nhìn về phía trước, nhưng chẳng hề thấy một lá buồm, một bóng thuyền hay một làn khói tàu nào cả. Chỉ có đàn cá chuồn phóng lên từ dưới mỗi thuyền, bay dạt sang hai phía, và những vệt trong vàng của vùng nhiệt lưu. Lão không còn thấy ngay cả một con chim. Lão lái thuyền đi suốt 2 tiếng đồng hồ, tựa người sau lái và thỉnh thoảng nhai một mẩu thịt từ con cá kiếm. Cố nghỉ ngơi và giữ sức. Khi ấy, lão nom thấy con đầu tiên trong 2 con cá mập. À, lão thốt lớn, không thể nào diễn nghĩa được từ này. Có lẽ nó chỉ là thứ âm thanh vô tình thốt lên khi một người cảm thấy cái đinh xuyên qua tay mình ghim vào gỗ. Galanos, chú thích, tên một loài cá mập, hết chú thích. Lão nói lớn, bây giờ lão trông thấy chiếc vây thứ hai bám sau vây thứ nhất. Nhìn chiếc vây hình tam giác màu nâu và lối quạt nước rộng của cái đuôi, lão nhận dạng đó là loại cá mập mũi xẻng. Chúng bắt được mùi, bị kích động, và trong cơn mờ trí vì cái đói cồn cào, chúng lạc lối rồi lại huyên náo khi tìm thấy mùi vị. Nhưng mỗi lúc, chúng đang tiến gần hơn. Ông lão buộc chặt dây lèo buồm, nêm kỹ tay lái, rồi ông lão cầm mái chèo đã buộc sẵn lưỡi dao. Lão ráng nâng lên hết sức, từ từ bởi 2 bàn tay nổi loạn vì đau. Rồi lão khẽ buông, nắm mái chèo để đôi tay giảm đau dần. Lúc này, lão nắm chặt để chúng quen với cơn đau. Không nào núng, lão nhìn thấy những con cá mập tiến đến. Giờ thì lão có thể nhìn thấy mấy cái đầu rộng, phẳng, nhọn như mũi xẻng và những chiếc vi bên sườn rộng, viền chóp trắng của chúng. Những con cá mập đáng ghét, thối tha, những kẻ săn tìm thịt chết cũng là những kẻ giết thịt. Khi đói, chúng đớp cả mái chèo và 2 chân lái của con thuyền. Loài cá mập này có thể cắt đứt phăng chân và chân chèo của loài rùa khi chúng ngủ lơ mơ trên mặt nước. Nếu đói thì chúng tấn công cả con người dưới nước, dẫu cho người ấy không có mùi máu cá hay chút nhớ cá nào trên người mình. Ai, lão gọi, Galanos, hãy đến đây, Galanos. Chúng đến nhưng lại không theo kiểu của con Marco. Một con lắc mình lặn khuất dưới thân thuyền. Lão có thể nhận thấy chiếc thuyền rung lên khi nó đớp
và rứt thịt con cá. Còn con kia dương đôi mắt vàng ti hí nhìn lão rồi há rộng cái mõm như nửa vòng tròn của nó, bất thình lình sáp vào đớp con cá ngay nơi đã bị đớp. Đường nhăn hằn rõ trên đỉnh đầu nâu xám vắt ngược ra sau, nơi não của con cá mập nối với xương sống. Ông lão cắm mũi dao ở đầu mái chèo vào chỗ nối ấy, rút ra đâm vào đôi mắt vàng như mắt mèo của nó. Con cá mập buông mồi chìm xuống, nuốt những gì đã ngoạm được trong cơn hấp hối. Chiếc thuyền vẫn cứ chao đảo bởi sức tàn phá của con cá mập còn lại vào con cá. Ông lão buông chùng dây lèo buồm để con thuyền lạng sang bên, làm con cá mập phải hiện ra. Khi nhìn thấy, lão cúi người qua mạng, phóng mũi dao vào nó. Lão mới chỉ chạm vào phần thịt bởi da cá mập cứng, và lão khó có thể thọc sâu lưỡi dao xuống. Cú đâm không chỉ làm buốt đôi tay mà còn làm đau cả vai của lão nữa. Nhưng con cá mập lại trồi nhanh lên đầu. Ông lão đâm thẳng xuống chính giữa đỉnh đầu bẹt, khi mũi nó nhô lên khỏi mặt nước, áp chặt vào con cá. Ông lão rút dao ra, rồi đâm trở lại ngay chính chỗ ấy. Nó vẫn đeo vào con cá, bởi bộ hàm đã mắc chặt. Ông lão đâm vào mắt trái, con cá mập vẫn cứ đeo cứng. Không hả? Ông lão nói, rồi phóng dao đâm vào giữa điểm nối giữa xương sống và não. Lúc này, cú đâm đã dễ dàng. Ông lão cảm thấy chỗ xương sụn vỡ tan. Ông lão rút mái chèo, lách lưỡi dao vào giữa hàm con cá mập, cạy mở. Lão xoáy dao khi con cá mập buông ra. Lão nói, cút đi, Galanos. Cứ chìm cả ngàn thước. Đi mà gặp bạn mày, hay gặp con mẹ mày ấy. Ông lão chùi lưỡi dao và đặt mái chèo xuống. Rồi lão tìm dây leo buồm, cánh buồm no gió. Lão đưa con thuyền đi theo hướng của nó. Bọn chúng đã sơ hết 1/4 con cá, mà lại còn vào chỗ thịt ngon nhất nữa cơ chứ. Lão nói lớn, giá mà đây chỉ là giấc mơ và ta chưa hề câu được nó. Ta lấy làm tiếc về điều đó, cá à. Nó khiến mọi chuyện hỏng bét hết cả rồi. Lão ngừng lại, và bây giờ lão không muốn nhìn con cá nữa. Kiệt máu và ngập trong nước. Trong con cá có màu bạc xỉn của lớp thủy tinh tráng gương, và những cái sọc của nó vẫn rõ nét. Lẽ ra ta đừng nên đi quá xa, cá à. Lão nói, không nên đối với mày và cả đối với ta. Ta lấy làm tiếc, cá à. Nào, lão tự nhủ, hãy nhìn sợi dây buộc dao xem nó có bị đứt không, rồi chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì những con cá khác sẽ đến. Giá mà mình có hòn đá mài dao, lão nói sau lúc kiểm tra xong sợi dây ở cán chèo. Lẽ ra mình phải mang theo hòn đá ấy. Lẽ ra mày phải mang theo nhiều thứ, lão nghĩ, nhưng mày đã không mang, lão già ơi. Giờ thì không phải lúc nghĩ về những thứ mày không mang. Hãy nghĩ về những việc mày có thể xoay sở với những gì có sẵn ở đây. Mày răng bảo tao quá nhiều lời hay hớm rồi đấy. Lão nói lớn, tao mệt mỏi vì điều ấy đấy. Lão cặp tay lái vào nách và nhúng cả hai bàn tay xuống nước khi con thuyền lướt về phía trước. Lạy Chúa! Cái con cuối cùng ấy đớp mới nhiều làm sao? Lão nói, nhưng bây giờ con thuyền đã nhẹ hơn nhiều. Lão không muốn nghĩ đến 1/4 đã bị đớp nát của con cá. Lão biết, mỗi một cú giật rung của con cá mập là một mảng thịt bị rứt đi. Và bây giờ, con cá để lại vết máu như đường cao tốc trên biển cho họ hàng lũ lĩ nhà cá mập. Con cá này có thể nuôi sống một con người suốt cả mùa đông. Lão nghĩ, đừng nghĩ gì về điều đó nữa. Chỉ nghỉ ngơi và cố giữ hai bàn tay của mày khỏe để bảo vệ chỗ thịt cá còn lại. Bây giờ, với tất cả khối mùi vị ấy trong nước, mùi máu từ tay mình sẽ chẳng nghĩa lý gì. Vả lại, chúng không chảy nhiều máu. Một vết cắt ngớ ngẩn vẫn có ý nghĩa nào đó.
Không chừng, chỗ máu chảy kia sẽ ngăn bàn tay trái khỏi chứng chuột rút. Bây giờ, mình có thể nghĩ về cái gì nhỉ? Lão nghĩ, chẳng gì cả. Mình phải không suy nghĩ và chờ đợi những con sắp đến. Giá mà chuyện này thật sự là giấc mơ, lão nghĩ, nhưng ai biết được, không chừng nó lại hóa ra tốt lành. Con cá mập tiếp theo đi một mình, thuộc loài mũi sẻn. Nó lao tới như con lợn xông vào máng ăn, nếu con lợn ấy có cái mõm rộng đủ để bạn đút lọt một cái đầu mình vào. Ông lão để nó đớp con cá, rồi phóng mũi dao đầu cán chèo vào não nó. Nhưng con cá mập giật mạnh ra sau lúc nó lăn tròn và lưỡi dao bị gãy. Ông lão tập trung lái, thậm chí lão cũng chẳng buồn nhìn con cá mập lớn từ từ chìm xuống nước. Lúc đầu còn giữ nguyên kích cỡ, rồi nhỏ dần, chỉ còn một chấm nhỏ. Cảnh ấy luôn hấp dẫn lão, nhưng bây giờ lão cũng chẳng buồn liếc mắt nhìn. Bây giờ ta còn cây sào móc, lão nói, nhưng cây sào ấy chẳng làm được trò trống gì. Ta cũng còn hai mái chèo, tay lái và cái chài ngắn. Giờ thì chúng đánh bại ta rồi, lão nghĩ. Còn ta thì đã quá già để có thể vung chài đập chết lũ cá mập kia. Nhưng ta sẽ cố cầm cự nếu trong tay còn hai mái chèo, cái chài ngắn và tay lái. Lão lại cho tay xuống nước để ngâm. Chiều đang xế, lão chẳng nhìn thấy gì cả ngoài biển và trời. Gió thổi mạnh hơn lúc trước và lão hy vọng chẳng mấy chốc lão sẽ nhìn thấy đất liền. Mày đã rã rời, lão già kia, lão nói. Mày rã rời đến tận xương tủy. Lũ cá mập không tiếp tục tấn công mãi cho đến ngay trước khi mặt trời lặn. Ông lão nhìn thấy mấy chiếc vi xám lao theo vệt nước hơi rộng mà con cá kiếm hẳn đã để lại trong nước. Chúng thậm chí không thèm tản ra đánh hơi. Cùng sánh đôi, chúng bơi thẳng đến con thuyền. Lão chèn tay lái, buộc chặt dây lèo buồm rồi đưa tay xuống dưới đuôi thuyền tìm cái chài. Đấy là khúc cán được cưa ra từ mái chèo gãy, dài chừng 8 tấc. Lão có thể sử dụng nó hiệu quả bằng một tay bởi chỗ tay nắm của cái cán và lão cầm vừa vặn trong bàn tay phải, nắm chặt bàn tay vào đó trong lúc lão nhìn lũ cá mập xông đến. Cả hai con thuộc loài Galano. Mình phải để con cá đầu tiên ngoạm chặt rồi mới nện vào nó ngay giữa mũi hay giả thẳng xuống đỉnh đầu, lão nghĩ. Hai con cá mập cùng tiến sát và khi thấy con gần lão, há mồm cắm phập vào bên sườn ánh bạc của con cá, thì lão nâng cái chày, dốc hết sức bình sinh, giáng ngay xuống đỉnh đầu rộng của con cá mập. Lão cảm nhận được độ rắn cao su khi cái chày nện xuống. Nhưng lão cũng cảm nhận được độ giòn của xương, rồi lão giáng thêm một đòn cật lực vào chóp mũi của con cá mập khi nó chìm khỏi con cá. Con cá mập kia cứ nhào đến rồi lùi ra. Bây giờ, nó lại ngoác to mồm xông vào. Ông lão có thể nhìn thấy những mẩu cá trào trắng trong khóe hàm con cá mập khi nó lao vào con cá kiếm và khớp mõm xuống. Lão chồm người bổ một đòn nhưng chỉ trúng vào đầu nó. Con cá mập nhìn lão rồi bứt chỗ thịt đã bị cắn rời ra. Ông lão lại vung chài giả xuống khi nó lãng ra nút. Cái chài chỉ đánh trúng vào lớp da cao su rắn đặc. Nhào vô đi, Galano, lão nói lớn. Cứ nhào vào xem. Con cá mập xông thẳng tới và khi nó vập hàm xuống, lão giáng cho nó một chài. Lão giáng cực lực từ độ cao mà lão có thể nâng cái chài hết cỡ. Lần này, lão cảm nhận được lớp xương sọ, rồi lão lại quật tiếp ngay vào chỗ ấy, trong lúc con cá mập đờ đẫn kéo đứt miếng thịt và chìm khỏi con cá. Ông lão chờ nó lại xông đến, nhưng chẳng thấy tăm hơi đâu. Rồi lão thấy một con đang lượn vòng trên mặt nước. Lão không thấy vi của con kia. Mình không hy vọng giết được chúng, lão nghĩ. Mình có thể làm được vỡ còn trai trẻ. Nhưng mình đã đánh chúng bị thương và cả hai con cá mập ấy đều choáng váng. Nếu mình có thể cầm cái chày bằng cả hai tay thì chắc mình đã hạ gục con đầu tiên rồi. Thậm chí ngay bây giờ, lão nghĩ.
Lão chẳng muốn nhìn con cá. Lão biết nó đã bị hủy hoại mất một nửa. Mặt trời đã lặn trong lúc lão đang đánh hai con cá mập. Chốc nữa trời sẽ tối, lão nói, rồi mình sẽ nhìn thấy sáng Havana. Khi mình đi quá xa về hướng đông, thì mình cũng thấy ánh đèn của một trong những bãi biển mới. Bây giờ, mình có thể còn xa quá nữa. Lão nghĩ, mình hy vọng không ai phải lo lắng nhiều. Dĩ nhiên, chỉ có mỗi thằng bé lo mà thôi. Nhưng mình chắc nó hẳn tin tưởng. Nhiều bạn trai luống tuổi cũng sẽ lo lắng. Nhiều người khác cũng vậy. Lão nghĩ, mình sống trong một thành phố nghĩa tình. Lão không thể nói chuyện với con cá được nữa, bởi nó đã bị sâu xé nát tươm cả rồi. Rồi đầu lão chợt nảy ra một ý tưởng. Nửa cá ơi, lão nói, mày từng là cả con cá đấy. Ta ân hận vì đã đi quá xa. Ta đã hủy hoại cả hai chúng mình. Nhưng mày và ta, chúng ta đã giết được nhiều cá mập, đã làm bị thương nhiều con cá khác. Mày đã từng giết được bao nhiêu con, hỡi cá già? Cái lưỡi kiếm trên đầu mày chẳng phải vô cớ được sinh ra như thế. Lão thích nghĩ về con cá và những gì nó có thể làm đối với một con cá mập nếu nó đang tự do bơi lội. Bởi lẽ mình nên chặt cái lưỡi kiếm để dùng làm vũ khí chiến đấu, lão nghĩ, nhưng chẳng có cái rìu hay con dao nào cả. Nhưng nếu tao có và có thể buộc nó vào mái chèo, thì đấy đích thực là vũ khí. Rồi chúng ta có thể cùng chiến đấu với bọn chúng. Bây giờ, mày sẽ làm gì nếu bọn chúng kéo đến vào ban đêm? Mày có thể làm gì? Chống lại chúng, lão nói. Mình sẽ chống lại chúng cho đến lúc chết. Nhưng lúc này, trong bóng tối, không một quần sáng tỏa chiếu, không một ánh đèn, chỉ có gió và sức đẩy đều đặn của cánh buồm. Lão cảm nhận như thể lão đã chết từ bao giờ. Lão áp hai bàn tay vào nhau, sờ vào lòng bàn tay. Chúng chưa chết và lão có thể làm sống lại nỗi đau của sự sống bằng cách đơn giản là nắm và mở đôi bàn tay. Lão ngã người, tựa lên đuôi thuyền và biết mình chưa chết. Đôi vai đã mách lão điều đó. Mình đã hứa đọc tất cả những bài kinh ấy nếu bắt được con cá, lão nghĩ, như lúc này mình đã quá mệt để đọc nổi nữa rồi. Tốt hơn là mình lên lấy cái bao đắp lên vai. Lão nằm xuống đằng lái và lái thuyền và mắt giỏi tìm quần sáng hắt lên trên nền trời. Mình còn một nửa, lão nghĩ, có lẽ vận may sẽ giúp mình mang nửa còn lại của con cá này vào bờ. Ít ra thì mình cũng có chút may mắn nào đấy. Không, lão nói, cứ đi quá xa ngoài khơi thế này thì mày đã làm tổn hại cái vận may của mày rồi. Đừng có ngốc, lão nói lớn. Cố mà thức và lái thuyền đi, không chừng mày lại gặp may nhiều đấy. Ta muốn mua một ít may mắn nếu nó được bán ở bất cứ nơi nào đó, lão nói. Thế ta lấy gì để mua nó đây? Lão tự hỏi. Ta có thể mua nó bằng ngọn lao đã mất, con dao đã gãy và đôi tay bị thương ư? Mày có thể, lão nói. Mày cố mua nó bằng 84 ngày đi biển. Suýt nữa thì nó cũng đã được bán cho mày. Mình đừng nghĩ vớ vẩn nữa, lão nghĩ. Vận may là thứ thiên hình vạn trạng và ai có thể nhận diện ra nó. Dẫu sao thì mình sẽ nhận một ít trong bất kỳ hình thức nào và trả bất kỳ giá nào mà người bán đòi hỏi. Giá mà mình có thể nhìn thấy quần sáng của ánh đèn, lão nghĩ, mình ao ước quá nhiều, nhưng đấy là thứ mình muốn bây giờ. Lão cố xoay trở cho thoải mái, để lái thuyền và nhờ nỗi đau nhất lão biết mình chưa chết. Khoảng chừng 10 giờ tối, lão trông thấy ánh đèn của thành phố hắt lên. Thoạt tiên, đấy chỉ là thứ ánh sáng mang mang trên bầu trời như trước lúc mặt trăng mọc. Thoáng chốc, chúng hiện rõ, vắt ngang qua đại dương. Lúc này đang dậy sóng theo chiều gió mạnh, lão lái thuyền đi trong luồng sáng. Lão nghĩ chẳng mấy chốc kể từ lúc này lão sẽ chạm đến mé dòng nhiệt lưu. Giờ thì hết rồi, lão nghĩ, có lẽ chúng sẽ lại tấn công ta. Nhưng trong đêm tối không một tấc sắt trong tay,
con người có thể làm gì để chống lại chúng? Lúc này, lão đã tê cứng, nhức nhối, và cái giá lạnh ban đêm càng làm những vết thương và tất cả những chỗ xây xác trên cơ thể lão đau buốt. Mình hy vọng là sẽ không còn chạm trán với bọn chúng lần nữa. Lão nghĩ, mình rất hy vọng là sẽ không còn chạm trán với bọn chúng lần nữa. Nhưng vào lúc nửa đêm, lão phải chiến đấu và lần này lão biết cuộc chiến là vô vọng. Chúng kéo đến cả đàn. Lão chỉ nhìn thấy những đường nước do vây chúng xẻ bơi và những vệt lân tinh khi chúng quăng mình vào con cá. Lão nện chày xuống mấy cái đầu, nghe tiếng hàm bổ xuống và sự chao đảo của con thuyền khi chúng luồn xuống dưới nước. Lão vung chày tuyệt vọng vào những chỗ lão chỉ có thể phỏng đoán hoặc nghe thấy, và lão cảm thấy có cái gì đó tóm lấy cái chày và lôi tuột đi. Lão giật cái tay lái ra khỏi ổ lái, cứ thế mà quật, mà băm, cầm cả hai tay bổ xuống liên hồi kỳ trận. Nhưng bây giờ thì bọn chúng dồn hết đến đằng mũi thuyền, lần lượt thay phiên nhau, hai cả bọn cùng xông vào sâu xé con cá. Chỗ thịt chúng rất được lấp lánh dưới nước khi chúng trở mình để lại lao vào. Cuối cùng, một con sáp tới đớp vào cái đầu cá và lão biết thế là hết. Lão vung tay lái quật ngang đầu con cá mập, chỗ bộ hàm bị kẹt trong khối xương đầu đặc cứng của con cá kiếm mà không thể nào rút ra được. Lão quật lần nữa, thêm lần nữa, rồi thêm lần nữa. Lão nghe tiếng cái tay lái gãy và dùng phần gãy lởm chởm, lão đâm vào con cá mập. Cảm thấy đoạn tay lái cắm phập vào và biết nó sắc, lão lại đâm tiếp. Con cá mập buông ra, lăn đi. Đấy là con cuối cùng của đàn cá mập đã kéo đến. Chẳng còn gì để chúng chán nữa. Lúc này, lão nặng nề thở và cảm thấy có vị lạ trong miệng. Cái vị ngọt ngọt, có mùi tanh nồng, và lão thoáng lo sợ. Nhưng mùi vị ấy không nhiều. Lão khạc nhổ xuống đại dương và nói, đớp đi, lũ Galano kia. Và hãy tưởng tượng rằng bọn mày đã giết chết được một con người. Lão biết mình giờ đây đã bị đánh bại hoàn toàn, không thể nào cứu vãn nổi. Lão quay lại đằng lái và thấy cái đầu tay lái gãy lởm chởm hẳn tra vừa vào khe ổ lái đủ để lão lái thuyền. Lão khoác cái bao qua vai, đưa thuyền theo hướng của nó. Bây giờ tay lái lão nhẹ bẫng và lão chẳng còn nghĩ hay thoáng chút vương vấn gì. Lúc này lão quên hết mọi chuyện và chỉ tập trung đưa con thuyền vào bến khéo léo và an toàn. Trong đêm, đàn cá mập kéo đến rỉa bộ xương như kiểu ai đó nhặt những mẩu bánh vụn trên bàn. Ông lão chẳng còn bận tâm gì đến chúng và cũng không để ý đến bất cứ chuyện gì ngoài việc lái thuyền. Lão chỉ nhận thấy giờ đây thuyền lái mới nhẹ và ngon làm sao khi không còn đeo gánh nặng bên mình. Con thuyền vẫn còn tốt, lão nghĩ. Nó lành lặn và chẳng hư hại gì ngoài cái tay lái. Cái đó thì dễ thay. Lão có thể cảm thấy giờ lão đã ở trong dòng chảy và lão trông thấy ánh đèn của những khu nhà dọc trên bờ biển. Lão biết bây giờ lão đang ở đâu và lối về thì chẳng còn là vấn đề gì nữa. Dẫu sao, gió là bạn ta, lão nghĩ. Rồi lão nghĩ tiếp, chỉ đôi khi và biển hùng vĩ với những người bạn lẫn kẻ thù của ta. Và giường, lão nghĩ, giường là bạn ta. Đúng, giường, lão nghĩ, giường sẽ là vật vĩ đại. Thật dễ dàng khi mày bị đánh bại, lão nghĩ. Ta chưa hề biết chuyện ấy là dễ dàng đến thế. Và cái gì làm mày thất bại? Lão nghĩ. Chẳng gì cả. Lão nói lớn. Ta đã đi quá xa. Khi đưa được con thuyền về cảng nhỏ, đèn nơi Therese đã tắt. Lão biết mọi người đã đi ngủ. Gió không ngừng lớn thêm và bây giờ đang thổi mạnh. Nhưng phía trong bến cảng, biển yên ả. Lão cập thuyền vào con lạch nhỏ đầy sỏi bên dưới những tảng đá. Do không có người giúp nên lão dốc sức kéo con thuyền lên đến mức khả năng cho phép. Rồi lão bước ra buộc thuyền vào một tảng đá. Lão hạ buồm, quấn lá buồm và buộc lại. Rồi lão vác cột buồm và dậm chân leo lên. Chỉ đến khi ấy lão mới biết
độ sâu của sự rã rời. Lão dừng lại một lát, ngoái nhìn và thấy ánh đèn đường phản chiếu lên cái đuôi to kền của con cá đang dựng thẳng, đứng ngay phía sau đuôi thuyền. Lão thấy đoạn xương sống trần trụi, trắng héo và khối đen ngòm của cái đầu với cái kiếm nhô thẳng mà chẳng còn tí thịt da nào. Lão lại tiếp tục leo, leo lên đến đỉnh dốc. Lão ngã rồi nằm một lát. Cột buồm vẫn vắt ngang qua vai. Lão gượng đứng dậy, nhưng việc ấy quá khó, nên lão ngồi đó với cột buồm trên vai và nhìn con đường. Đằng xa, một con mèo băng qua đường, đang tìm kiếm cái gì đó. Lão nhìn nó, rồi lão chỉ nhìn con đường. Cuối cùng, lão đặt cột buồm xuống và đứng dậy. Lão nâng cột buồm, vác lên vai, rồi bước lên đường. Lão ngồi nghỉ 5 lần trước khi về đến lều. Vào trong lều, lão dựng cột buồm vào tường. Trong bóng tối, lão tìm thấy chai nước và uống một ngụm. Rồi lão nằm xuống giường. Lão kéo cái mền đắp qua vai, xuống lưng, rồi chân. Lão nằm ngủ úp mặt lên lớp báo, hai tay dang rộng, lòng bàn tay ngửa lên. Nhiều người đánh cá vây quanh con thuyền, ngắm nhìn cái vật được buộc bên mạng. Một người ở dưới nước, quần sáng cao, đang dùng dây đo chiều dài bộ xương. Thằng bé không xuống đấy. Nó đã đến từ trước và một người trong những người đánh cá đang thay nó trong hộ con thuyền. Bác ấy sao rồi? Một trong những người đánh cá hỏi vọng lên. Đang ngủ. Thằng bé đáp. Nó không bận tâm đến việc mọi người nhìn thấy nó khóc. Đừng để ai đến quấy rầy ông. Từ mũi đến đuôi, con cá dài gần 6 mét. Người dân chài đang đo sướng lên. Cháu tin là thế. Thằng bé nói. Nó đi vào Trace và hỏi mua một lon cà phê. Thật nóng và cho nhiều sữa và đường vào. Cần gì nữa không? Thưa không, để lát nữa cháu xem ông có thể ăn được gì. Con cá thật ra trò, chủ khách sạn nói. Chưa từng có một con cá nào như thế, kể cả hai cái đáng mặt mà cháu bắt hôm qua. Mấy con quèn của cháu ấy mà. Thằng bé nói rồi lại khóc. Cháu có muốn uống chút gì không? Chủ khách sạn hỏi. Thưa không. Thằng bé đáp. Nhờ bác nhắc hộ, họ đừng đến quấy rầy ông Santiago. Cháu sẽ quay lại. Chuyển hộ lời hỏi thăm của bác đến ông lão. Cảm ơn bác. Thằng bé nói. Thằng bé mang lon cà phê nóng lên lều ông lão và ngồi bên cạnh cho đến khi lão thức giấc. Có lúc, trông ông lão như thể sắp tỉnh dậy, nhưng lão lại chìm vào giấc ngủ vùi và thằng bé đi qua đường hỏi mượn ít củi về hâm nóng cà phê. Rốt cuộc thì lão cũng thức giấc. Ông hãy khoan ngồi dậy, thằng bé nói. Cứ uống cái này đi đã. Nó rót một ít cà phê ra ly. Ông lão cầm chỗ cà phê và uống. Chúng đánh bại ông Mandolin à? Lão nói. Chúng thật sự đã đánh bại ông. Nó không đánh bại được ông, kể cả con cá. Đúng, thật thế. Nhưng sau đó, anh Patrico đang trong thuyền và dụng cụ. Ông định làm gì với cái đầu cá kia? Để Patrico chặt ra dùng trong những cái bẫy cá. Thế còn lưỡi kiếm? Nếu cháu thích thì giữ lấy. Cháu thích lưỡi kiếm. Thằng bé nói. Bây giờ ta phải lên kế hoạch về những việc khác. Họ có tìm ông không? Dĩ nhiên, cả thuyền tuần tra, bờ biển lẫn máy bay. Đại dương mênh mông, thuyền câu lại nhỏ bé và khó nhìn thấy. Ông lão nói, lão nhận thấy được nói chuyện với ai đó thì dễ chịu hơn là phải tự nói với chính bản thân mình hay với biển cả. Ông nhớ cháu, lão nói, cháu bắt được mấy con? Hôm đầu được một con, hôm thứ hai được một con,
và hôm thứ ba được 2. Giỏi lắm. Bây giờ ông cháu ta lại cùng đi câu. Đừng, ông không gặp may mắn. Ông chẳng còn chút may mắn nào cả. Vứt quách cái chuyện may rủi ấy đi. Thằng bé nói, cháu sẽ mang vận may của cháu theo. Gia đình cháu sẽ nói gì? Cháu không quan tâm. Hôm qua cháu bắt được 2 con. Nhưng bây giờ, ông cháu ta sẽ cùng đi câu. Bởi cháu còn phải học hỏi nhiều điều. Ta phải làm một ngọn lao đâm cá thật tốt và phải luôn mang theo trên thuyền. Cháu nên cắt lưỡi dao từ lá thép giảm sấp của chiếc pho cũ. Chúng ta có thể mài nó ở Guanabacoa. Phải mài sắt, chứ đừng mang nung lửa, kẻo nó sẽ gãy. Dao của ông đã gãy. Cháu sẽ làm dao khác và mang lá thép ấy đi mài. Chẳng biết đợt Brisa lớn này sẽ kéo dài đến mấy ngày. Chú thích. Brisa, tiếng Tây Ban Nha, nghĩa là gió. Hết chú thích. Có lẽ 3 hôm, không chừng lâu hơn đấy. Cháu sẽ chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Thằng bé nói. Ông nhớ chăm sóc 2 bàn tay cho lành. Ông biết cách chữa trị. Hồi đêm ông khạc ra cái gì đó thật lạ và cảm thấy cái gì đó trong ngực bị vỡ. Cũng có cái đó để bình phục luôn. Thằng bé nói. Ông hãy nằm nghỉ đi, ông ạ. À. Cháu sẽ mang chiếc sơ mi sạch của ông đến cho ông. Thêm cái gì đó để ăn. Nhớ mang bất kỳ tờ báo nào trong khoảng thời gian ông đi vắng đấy nhé. Ông lão dặn. Ông phải thật khỏe mạnh lại thật nhanh, vì còn nhiều thứ cháu cần phải học và ông có thể dạy cháu mọi điều. Chắc ông đã chịu đựng quá nhiều. Nhiều lắm. Ông lão đáp. Cháu sẽ mang thức ăn và báo đến. Thằng bé nói. Ông cứ nghỉ cho lại sức. Cháu sẽ mua thuốc chữa tay từ hiệu thuốc nữa. Đừng quên bảo Petrico. Cái đầu cá, ông cho anh ấy đấy. Vâng, cháu sẽ nhớ. Khi thằng bé đi ra khỏi cửa, đi xuống con đường đá san hô vụn, nó lại khóc. Chiều hôm ấy, có đoàn du khách ở Thrace, và khi nhìn xuống những khoảng nước ngổn ngang lon bia rỗng và xác cá nhồng, một phụ nữ trông thấy bộ xương sống dài, trắng phau cực lớn với chiếc đuôi đồ sộ dính đằng cuối thuyền dập dềnh, đung đưa theo thủy triều. Trong lúc gió đông đang nổi dậy, sóng dữ dội không ngừng ở phía ngoài cửa cảng. Cái gì kia? Bà ta hỏi anh Bồi, chỉ cái xương sống dài của con cá khổng lồ. Bây giờ chỉ là đồ rác thải đang đợi thủy triều cuốn đi. Tiburon. Chú thích. Tiếng Tây Ban Nha, cá mập, hết chú thích. Anh Bồi đáp. Anh ta hàm ý giải thích chuyện gì đã xảy ra. Tôi không ngờ cá mập lại có dáng đuôi thật khỏe đẹp và duyên dáng đến thế. Anh cũng vậy. Bạn trai của bà ta nói. Phía trên đường, trong căn lều, ông lão đang ngủ lại. Lão vẫn nằm úp mặt ngủ. Và thằng bé ngồi bên cạnh ông lão